Ok, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp cái chống trộm. Ký hiệu của nó là IKI. Ok chưa? Đây là cái hộp của nó, bao nhiêu tiền nhỉ Hiếu nhỉ? 280.000 đồng, mua tại Đồng Xoài, Bình Phước. Ở trong này nó có một cái bảo hành, có cái thẻ. Nó có một cái thẻ để quẹt, đúng không? Cái này để quẹt luôn, nhưng mà để dự phòng đúng không? Đây nó có một cái tờ hướng dẫn và cái chống trộm của nó thì trông như thế này. Đấy, lúc nó mua về á, thằng Hiếu nó nối mãi không được đúng không? Đây là cái còi của nó thôi mà. Mình cho nó trở về nguyên trạng cho nó dễ hình dung đúng không? Cái này sao nó gỡ ra nhỉ? Bỏ cái khóa. Nó rồi mà. Rồi nhỉ? Nó bị cứng đấy. Đại loại là đây nó có một cái chốt ở đây. Nhưng mà cái này nó gỡ ra rồi, nói chung là mình cắm nó vào. Nó có một cái còi mà. Đây, cái còi của nó là có một cái dây. Đấy. Có mỗi chỗ này là có cái rắc thôi. Mình cắm vào đây luôn. Dựa trên hướng dẫn sử dụng. Còi thì đen đỏ, nối với đen đỏ. Còn dây này là dây tín hiệu kiểu của cái cảm biến. Và chúng ta dư ra 4 cái dây. Đấy không? 4 cái dây thì 2 dây là nguồn nuôi, 2 dây là 2 cái dây quyết định khóa. Thế thì theo hướng dẫn này là hai cái đầu này nối nguồn và hai cái đầu này nối vào dây lên ổ khóa. Thế thì đây nối như này. Với dòng này thì bắt buộc là mình cắt cái dây ra. Cái xe này mình sẽ tháo ra như vậy. Ok chưa? Nhìn nó rõ không đây? Rồi đây là xe Sirius. Sirius này là bao nhiêu nhỉ? Đây lâu lắm rồi. Đại loại là ở đây nó có hai sợi dây, một sợi dây nâu và một sợi dây đỏ từ khóa. Nó là sợi dây cấp nguồn cho cái bộ điện tử á. Thế thì bọn mình có thể gỡ hai cái dây này ra bằng cách là ở đây nó có hai cái lấy. Thì mình lấy cái kim mình chọc vào đây để mình rút nó ra một cách rất là dễ dàng. Đấy, cái này cũng có cái lấy ở phía sau này. Thì mình nhìn vào trong này xong rồi mình gạt nó ra để mình rút nó ra một cách dễ dàng. Ok chưa? Rồi bây giờ em có thể lấy cái băng keo đen hoặc là cái bịch ni lông ấy, cái bịch ni lông với cái băng với cái hộp quẹt là tốt nhất. Bây giờ cái cục này mình sẽ để tạm nó ở đây đã. Nó sẽ cần một nguồn nuôi. Nó cần một nguồn nuôi và cái nguồn nuôi của nó ấy chính là cái dây dương. Dây từ ắc quy lên là dây này. Cái dây đỏ của nó thì nó có cái khuyên này mà mình sẽ cắt nó ra. Đơn giản thế thôi. Cho vào đây. Mình sẽ cho cái đầu dây này vào đây. Nhấp một tí thôi, khoảng 5 ly cũng được, tí tí thôi. Gấp nó xuống như thế này. Gấp nó xuống như thế này xong bắt đầu là mình sẽ cắm nó vào. Nói nôm na cho dễ hiểu là cái dây đỏ từ dưới máy đi lên trên ổ khóa thì nó vẫn nối nha. Dây này vẫn nối, chỉ có dây nâu là mình tách ra thôi. Dây nâu mình sẽ tách ra. Đấy là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là mình cấp nguồn cho cái bộ này bằng cách là mình nối mát cái dây này. Nối mát cũng chính là nối dây âm thôi. Khá là đơn giản và dễ hiểu. Bản chất cái sợi dây đen này nối vào khung xe máy cũng chính là nối vào cực âm của ắc quy. Và dây đỏ nối vào cực dương thì cũng giống như nối ở đây thôi. Y như nhau. Rồi xong. Rồi bây giờ đặt tiếp hướng dẫn sử dụng. Ở trong này nó bảo là dây trắng thì nối xuống máy, dây xanh dương thì nối lên ổ khóa. Ở đây thì nó ghi là xanh dương hướng về khóa, dây trắng hướng về máy. Hướng về khóa là sợi này, hướng về máy là sợi này. Xanh dương hướng về khóa, thế là xanh dương nối vào đây. Đơn giản. Xanh dương nối vào đây, dây trắng nối vào đây. Dễ hiểu. Có bác keo đen thì lấy túi ni lông và quẹt. Đấy. Trong tờ hướng dẫn này nó bảo là nếu mà trong vòng 6 giây mà mình không quẹt ấy, là nó sẽ kêu. Thế thôi, thử thế nào. Thử xem nha. Xem nó có lợi hại chưa.
kêu âm nữa nha. Bây giờ mình sẽ bật khóa. Từ từ cái thẻ quẹt đâu nhỉ? Quẹt là cái này đúng không? Om sòm hết cả lên. Bây giờ mình sẽ bật khóa lên xong rồi nó kêu rồi mình tắt đi xem là có tắt được không. Giả sử như mình đã phá khóa vào thằng Hiếu này. Bây giờ mình phá khóa của nó, bật lên. Xong thì nó kêu mình tắt đi. Đấy được. Rồi cái này có thể ra trên là lưới. Thế thì cái này là mình sẽ lắp bất cứ chỗ nào mình thích. Nhưng mà hạn chế ở mấy cái chỗ mà cử động nhiều nó không đứt. Cái còi này cũng thế, bây giờ cố định cái này lại một chỗ nào đấy đi. Rồi cái này quấn vào. Thế thôi. Thế là xong. Tự làm được không? Được. Hay là thử cái khóa phụ này em nhé. Con lô này thế nào lô? Rồi. Rồi được, cái này được. Nó bảo là cách tăm phân ấy, cách 5cm là vẫn ăn. Thử xem. Như vậy là mình cho qua bàn tay nhé. Được. Cái bị chất luôn. Được đấy. Vinh thử phát không? Đấy, easy thôi.